Chào mọi người nha. Chào mọi người, em có cái đầu máy làm phụ tùng. Ai dùng mấy cái dòng Echo á, Echo 331, 332 thì nên mua nha. Rồi mấy cái dòng Makita luôn á nha. Nó là Makita nha. Nó rất là đẹp, cực kỳ đẹp, vệ sinh ra nó như mới luôn. Cái em nhìn ở trong ấy thì cái bê tông này khá là đẹp, bê tông này khá đẹp, thì em nghĩ là cái bộ hơi này rất là ngon nha, bộ hơi này rất là ngon, nghĩ là vậy. Giờ tại em chưa có mở ra xem, nhìn ở trên này thì bê tông nó rất là sáng nha, rất là đẹp, không có một vết xước gì, dây lửa vẫn còn luôn, nó chỉ thiếu cái con xoay. Nó chỉ thiếu cái ốp lam này với lại bộ chế cái nắp chụp với hai cái nắp sinh, còn lại nó rất đẹp nha, đẹp. Mã của nó là 3435. Nó sẽ thay thế phụ tùng vô cho mấy cái con 361, 362, 3640, rồi Echo 331, 332 là vừa luôn nha. Làm phụ tùng cho nó rất ok, rất là đẹp. Con này hình như là tháo phụ tùng thôi, chứ còn con máy này nó còn sống luôn hay sao? Này chắc là gì tháo phụ tùng. Này là lấy được rất là nhiều thứ nha, có thể con này một người về mua chế này, nắp chụp ở trên này, với lại cái ốp lam, hai cái nắp xanh nhớt, là một người dọn con này được này, này dọn này lên được. Thì cái đầu này em bán phụ tùng nha, bán phụ tùng mà đừng đòi hỏi gì cả. Em bán phụ tùng thì mua phụ tùng thôi. Cái này ai mà dùng mấy con Echo 331, 332 rồi mấy cái dòng Makita này ấy, nòng nằm này ấy, thì mua về làm phụ tùng. Hoặc là ai ở nhà có cái xác rồi á, ai ở nhà có cái xác rồi đó mà đủ đồ á, thì về lấy cái ốp lam chế rồi bỏ ở đây dọn con này lên ha. Cái đầu này thì 450 nha, đầu này 450 nha mọi người. Bộ hơi rất là tốt, em thấy bộ hơi rất là ngon ha, 450 nha, không có bao ship. Ship con này chắc vài chục ngàn, chắc chắc 30 ngàn, 40 ngàn, 450 nha mọi người, rất là đáng mua nha. Khi mà mọi người dùng mấy con 331, 332 rồi á, hoặc là mấy dòng Makita này ấy, tìm phụ tùng ấy thì rất là cực ấy, nó nhiều á, nhưng mà ví dụ như tìm phụ tùng ấy, đợi nó hơi lâu ấy, thì mua cái cục này về đi rất là tốt. Hoặc ở nhà có cái xác 331, 332 thì tháo bộ chế cái nắp với lại cái ốp lam, hai cái nắp xanh gắn vào là dọn con này lên dùng nha, nếu mà ở nhà có cái xác luôn. Rồi chào nhé.